Trân trọng kính mời quý vị nghe tiếp Hồi ký Tướng Lê Văn Hưng và những sự thực ở chiến trường An Lộc Tác giả Văn Nguyên Dưỡng Tập 2 Tiểu đoạn 5 Thất thủ Lộc Ninh Sư đoàn 5 bộ binh mất thiết đoàn 1 kỵ binh và chiến đoàn 9 những gì mà chúng tôi ước tính về trận tổng tấn công của Cộng sản Bắc Việt vào lãnh thổ quân đoàn 3, vùng 3 chiến thuật trong mùa hè này, nhất là về mặt trận chính sẽ diễn ra ở đâu, Tây Ninh hay Bình Long. Tôi trình với tướng Hưng và cũng được Trung tá Trần Văn Bình, trưởng phòng 2 của lần 3, vùng 3 chiến thuật, trình lên Trung tướng Nguyễn Văn Minh, Dĩ nhiên đã có những buổi thuyết trình riêng của Trung tá Bình và của tôi lên hai vị tư lệnh này. Các vị tướng và bộ tham mưu của quân đoàn cũng có những cuộc thảo luận trước khi chiến dịch của Cộng sản Bắc Việt diễn ra. Do đó nên mới có quyết định của tướng Minh về việc phối trí lực lượng trình bày ở trên. Như vậy có thể nói rằng lực lượng quân lực Việt Nam Cộng hòa của quân đoàn 3 và vùng 3 chiến thuật đã ở trong tư thế sẵn sàng chống trả chiến dịch tấn công mới của Cộng sản Bắc Việt trong mùa hè năm đó. Chỉ một việc chưa hoàn tất được là Bộ Tư lệnh Tiền Phương của quân đoàn 3 chưa kịp lên thị xã An Lộc mà thôi. Lúc đó, tướng Minh còn ở Biên Hòa và sau đó đưa Bộ Tư lệnh Tiền Phương từ thị xã Tây Ninh lên Lai Khê căn cứ chính của sư đoàn 5 bộ binh. Từ đó điều khiển cuộc chiến thắng lợi trong lãnh thổ trách nhiệm của ông trong mấy tháng sau đó. Nên lưu ý rằng, nếu để mất một tỉnh có vùng ba chiến thuật, thủ đô Sài Gòn sẽ rúng động và Washington sẽ đảo điên vì sách lược Việt Nam hóa chiến tranh chưa hoàn tất. Chính trị nội bộ Hoa Kỳ sẽ lên cơn sốt khi mà cuộc bầu cử tổng quát ở Hoa Kỳ sắp diễn ra trong những tháng cuối năm 1972 đó. Xét trên khía cạnh này, tướng Nguyễn Văn Minh là một anh hùng đã cứu nguy cho An Lộc, nói riêng và cho Sài Gòn lẫn Washington, Nixon và Kissinger phải mang ơn tướng Minh. Tuy nhiên, khi trận tổng công kích của Cộng sản Bắc Việt diễn ra thì có dư luận kể ở Sài Gòn lẫn Washington cho rằng cũng như trận tổng công kích Tết Mậu Thân là quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị bất ngờ. Sở dĩ có dư luận này có thể vì lý do sau đây. Từ 2 giờ sáng ngày 31 tháng 3, lực lượng Cộng sản Bắc Việt pháo kích và tấn công dữ dội tất cả các căn cứ đóng quân của chiến đoàn 49, sư đoàn 18 bộ binh, suốt trục lộ 22 từ tiền đồn Sa Mát ở biên giới Việt Miên dẫn vào đến thiện ngôn phía bắc tỉnh lỵ tây ninh quan trọng nhất là căn cứ lạc long vì không chịu nổi cường lực tấn công của địch nên toàn bộ đơn vị hơn một cấp tiểu đoàn gồm bộ binh pháo và quân xa rút khỏi căn cứ định về thị xã tây ninh thì lọt vào ổ phục kích cấp trung đoàn của chúng buổi sáng sớm hôm đó và bị tổn thất rất nặng. Ngay trong buổi sáng đó, tướng Minh chỉ thị cho tướng Hưng và tôi bay lên bộ tư lệnh tiền phương quân đoàn 3 ở Tây Ninh gặp ông. Khi tướng Hưng và tôi đến thì đã thấy Trung tá Bình, trưởng phòng 2 quân đoàn 3 và vùng 3 chiến thuật chờ Trung tướng Minh ở phòng khách trước văn phòng tư lệnh. Tướng Minh từ Biên Hòa đến đi thẳng vào phòng không bắt tay ai, kể cả tướng Hưng. Chúng tôi theo vào. Tướng Minh nhìn thẳng vào trung tâm Bình và tôi, rồi sát muối. Mấy người làm tình báo như vậy đó hả? Nó đánh tan trung đoàn 49 rồi. Tính sao đây? Tình hình sẽ ra sao? Trung tâm Bình, trước năm 1971, là trưởng khối tình báo quốc nội của phòng 2 Bộ Tổng Tham mưu là một sĩ quan quân báo lỗi lạc, nắm vững tình hình Cộng sản Bắc Việt trên toàn quốc, cả miền Bắc lẫn miền Nam. Bình tĩnh trình Trung tướng Minh rằng, ông tin chắc chắn Cộng sản Bắc Việt và Trung ương Cục miền Nam vẫn nhắm tấn công vào Bình Long và chiếm An Lộc. Trận đánh trong đêm và sáng hôm đó trên trục lộ 22 ở Tây Ninh chỉ là hư chiêu. May thay, đang khi đó thì một sĩ quan của phòng 2, Bộ Tư lệnh Tiền Phương Quân đoàn vào trình cho Trung tá mình một số tài liệu mà một đơn vị của chiến đoàn 49 ở căn cứ Thiện Ngôn tìm thấy trong xác chết của một số cán binh Cộng sản Bắc Việt bị hạ khi chúng tấn công căn cứ này trong đêm. Đơn vị này thuộc sư đoàn C-30B của Trung ương Cục Miền Nam mới thành lập ở Tây Nguyên sau này gọi là sư đoàn Bình Long, không thấy sự hiện diện của các sư đoàn chủ lực của chúng là 5, 7 và 9 trong trận đánh trên trục lộ 22. Như vậy, chúng giữ các đại đơn vị này cho trận đánh quyết định sắp tới. Đọc xong mấy tài liệu đó, tướng Minh tỏ vẻ tin vào lời trình bày của Trung tá Bình. Tuy nhiên, ông ra lệnh cho tướng Hưng ngay trong ngày phải trả lữ đoàn 1 nhảy dù tăng phái cho sư đoàn 5 bộ binh. Lúc đó đang còn tiếp tục hành quân ở Bến Than, phía tây quận Trơn Thành. Trực thăng bốc lữ đoàn này ngay vào buổi trưa, rồi đưa vào hành quân giải tỏa trục lộ 22. Một chiến đoàn khác của sư đoàn 18 bộ binh và một chiến đoàn biệt động quân cũng được đưa vào vùng này ngay trong buổi sáng hôm đó tướng Hưng cũng nhận thêm lệnh sẽ sẵn sàng trả chiến đoàn 52 ở căn cứ Hùng Tâm và chuẩn bị trung đoàn 7 của sư đoàn 5 bộ binh đang hành quân bên ngoài An Lộc. Nếu cần, sẽ được bốc vào Tây Ninh trong ngày hôm sau, tùy theo diễn biến tình hình trên trục lộ 22. Nhưng tình hình đã diễn ra khá kỳ lạ là, ngay trong buổi sáng ngày hôm đó, sau khi tấn công các căn cứ của chiến đoàn 49, toàn bộ các đơn vị Cộng sản Bắc Việt cấp tốc rút ra khỏi vùng này, không thu chiến lợi phẩm và cũng không kịp mang xác chết của đồng bọn đi. Các đơn vị của tướng Minh đưa vào vùng hành quân không chạm súng và cũng không tìm thấy chúng mà chỉ thu dọn chiến trường nhầy nhụa ở đó. Đến ngày 2 tháng 4, coi như trục lộ 22 ở Tây Ninh hoàn toàn được giải tỏa. Từ ngày đó cho đến hết ngày 3 tháng 4, trong toàn thể lãnh thổ quân 3 và vùng 3 chiến thuật, không có một tiếng súng nổ. Tình trạng im ắng rờn rợn này như báo hiệu một cơn bão lớn sắp kéo đến. Rồi chuyện gì phải đến thì đã đến. Chiến dịch Nguyễn Huệ của Cộng sản Bắc Việt ở quân đoàn 3 và vùng ba chính thuật thực sự mở màn. Đêm ngày 4, rạng ngày 5 tháng 4, vào khoảng 3 giờ khuya, tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo vang. Bên kia đầu dây là tiếng của tướng Hưng. Ông cho biết, Đại tá Nguyễn Công Vĩnh, chiến đoàn trưởng chiến đoàn 9, vừa báo cáo là căn cứ của Bộ Chỉ huy Trung đoàn 9, tiểu đoàn 53 pháo binh và Bộ Chỉ huy Chi khu Lộc Ninh ở cuối và cặp ra sân bay Lộc Ninh đang bị pháo kích dữ dội và chắc chắn sẽ bị tấn công. Tiểu đoàn 3, trung đoàn 9, hành quân ở Tây Nam thị trấn Lộc Ninh được lệnh rút về căn cứ của chiến đoàn đang bị địch bám sát tấn công liên tục. Đơn vị thiết kỵ 1 của Trung tá Nguyễn Đức Dương và tiểu đoàn 74 biệt động quân biên phòng ở ngã ba Lộc Tấn và căn cứ A cũng đang bị pháo kích nặng. Ông ra lệnh cho tôi lên ngay trung tâm hành quân của sư đoàn. Ông cũng nói thêm là tụi nó đánh lớn rồi. Chiến dịch của tụi nó mở man rồi. Tôi đến trung tâm hành quân sư đoàn thì Trung tá Trịnh Đình Đăng, trưởng phòng 3 sư đoàn đã ở đó rồi. Mấy phút sau thì tướng Hưng đến. Tại đây tôi được biết trước đó khi được lệnh rời vùng hành quân. Tiểu đoàn 3, trung đoàn 9 báo cáo nghe tiếng chiến xa di chuyển rầm rộ ở hướng Tây trên trục lộ 137 là con đường xuyên rừng nối liền quốc lộ 13 và liên quốc lộ 7 ở hướng Tây từ biên giới dẫn vào Lộc Ninh. Trung tá Nguyễn Đức Dương, thuyết đoàn 1 kỵ binh xác nhận vào giờ đó không có một chiến xa nào của ông nổ máy. Như vậy, rõ ràng chiến xa Cộng sản Bắc Việt đã hiện diện ở chiến trường Lộc Ninh. Sự kiện này làm tôi bàng hoàng và cảm thấy xấu hổ về sự bất lực của mình. Trong khi tướng Hưng đang tiếp tục nghe Trung tá Dương báo cáo tiếp nơi đóng quân của thiết đoàn và tiểu đoàn 74 biệt động quân biên phòng đang bị pháo kích khủng khiếp. Nếu tiếp tục đóng quân tại chỗ, thì sẽ bị tổn thất nặng nề hay bị tiêu diệt. Trung tá Dương nhận được lệnh điều động tiểu đoàn bị động quân biên phòng, rời bỏ khỏi căn cứ A và ngã ban Lộc Tấn, đồng thời chỉ huy tiểu đoàn 2 tùng thiết cho thiết đoàn một kỵ binh, đang hành quân ở vùng đông bắc ngã ba Lộc Tấn, rút về tăng cường cho bộ chỉ huy chiến đoàn 9 ở thị trấn Lộc Ninh. Tuy nhiên, lúc đó Trung tá Dương chưa thể thi hành được vì trời còn chưa sáng và đơn vị thiết kỵ. Tiểu đoàn 74 bị đồng quân biên phòng và tiểu đoàn 2 còn đang bị pháo dữ dội. Tiểu đoàn 1, trung đoàn 9 ở chi khu Bố Đức trên trục lộ 14A cũng bị pháo kích nặng. Tất cả những chi tiết trên đây được báo cáo ngay cho trung tâm hành quân quân đoàn Chính tướng Hưng cũng muốn trực tiếp trình báo cho tướng Minh, nhưng không thể liên lạc được với tướng Minh trên mọi hệ thống điện thoại hay vô tuyến suốt từ giờ phút đó cho mãi đến gần 9 giờ sáng hôm sau, ngày 5 tháng 4. Dĩ nhiên, các tướng lãnh khác và các giới chức trách nhiệm khác của quân đoàn 3, vùng 3 chiến thuật, cũng không thể liên lạc để trình báo tình hình ở Lộc Ninh cho tướng Minh khi tướng Hưng tiếp xúc được với tướng Minh là khi ông Hưng đang ở trên trực thăng, chỉ huy bay trên không phận Lộc Ninh. Trên chiếc trực thăng này, lúc đó ngoài tướng Hưng còn có đại tá Hoa Kỳ William Mueller, cố vấn trưởng sư đoàn, trung tá Trịnh Đình Đăng, trưởng phòng 3 sư đoàn, khóa năm Thủ Đức như tướng Hưng và tôi nhưng thuộc đại đội hai sinh viên sĩ quan sau trận An Lộc được thăng cấp đại tá. Và tôi, trưởng phòng 2, tất cả đều đội mũ sắt trang bị hệ thống dẫn hợp truyền tin nên có thể nghe rõ đối thoại giữa tướng Hưng với các cấp chỉ huy đơn vị của sư đoàn dưới đất và với tướng Minh, tư lệnh quân đoàn 3 cùng ba chiến thuật và các giới chức khác. Trước đó khi trực thăng chỉ huy của tướng hưng đang bay trên vùng không phận lộc ninh tướng hưng nhận được báo cáo của trung tá nguyễn đức dương là đơn vị thiết kỷ của ông đang di chuyển trên quốc lộ 13 thì bị phục kích ở phía nam ấp lộc thạnh nên xin hủy bỏ mấy con gạc cô tức là phá hủy bốn khẩu pháo 105 ly và hai khẩu 155 ly được tăng phái cho thiết đoàn một kỵ binh trước đó để được nhẹ nhàng và di chuyển nhanh hơn. Câu trả lời cũng là lệnh của tướng Hưng cho Trung tá Dương nghe rõ trong máy dẫn hợp. Cho phép ông này phá hủy các khẩu pháo đó sau khi hạ thấp bắn trực xạ và toán quân Cộng sản phục kích hai bên đường. Dĩ nhiên, khẩu lệnh được mã hóa bằng các ám hiệu truyền tin. Một chập sau, Trung tá Dương báo cáo đã thi hành xong tuy nhiên không thể tiếp tục tiến về thị xã Lộc Ninh vì Cộng sản phục kích với đơn vị lớn. Tướng Hưng liền ra lệnh cho Trung tá Dương đưa thiết kỵ trở lại ngã ba Lộc Tấn, chờ đón tiểu đoàn 74 biệt động quân biên phòng. Sau đó sẽ tập trung lực lượng trở lại giải tỏa Lộc Ninh. Đại đội trinh sát của Trung đoàn 9 đang hoạt động ở Tây Bắc cũng được đặt dưới sự chỉ huy của Trung tá Dương, được lệnh về ngã ba Lộc Tấn, các đơn vị thi hành lệnh. Tuy nhiên, lúc đó, chừng hơn 12 giờ trưa, chi đoàn 3, chính đoàn 1 thiết kỵ với một đại đội tùng thiết của tiểu đoàn 2 đã vượt qua được đoạn đường bị phục kích và tiến được đến cua chùm bao gần đồi 177. Phía Tây, quốc lộ 13, chỉ cách căn cứ Lộc Ninh chừng hơn một cây số, nhưng không thể di chuyển được nữa vì bị bao vây và tấn công dữ dội. Trung Ta Dương chỉ tiếp xúc được với đơn vị này qua hệ thống vô tuyến. Khi tiếp xúc được với tướng Minh trên trực thăng chỉ huy, tướng Hưng báo cáo việc này cho tướng Minh. Tức khắc! Hưng bị sát mối lần đầu tiên trong chiến trường An Lộc 1972. Tiếng nói của tướng Minh, tư lệnh quân đoàn nghe rất rõ. Đánh đấm gì lạ vậy? Chưa có gì mà đã bỏ của. Máy bị cúp. Tướng Hưng ngỡ ngàng. Mọi người trên trực thăng buồn bã và yên lặng. Chỉ nghe tiếng mấy cánh quạt và tiếng máy nổ phành phạch. Trực thăng phải rời vùng để không quân Việt Nam vào đánh yểm trợ cho căn cứ chỉ huy của chiến đoàn 9 đang bị tấn công bộ binh. Sau các oanh tạc cơ của không quân Việt Nam rời vùng, trực thăng, chỉ huy của tướng Hưng cũng quay về Lai Khê vì sắp cạn nhiên liệu. Một chập sau thì nghe tiếng đại tá Miller hỏi, What did General Minh say, Fortify? Tướng Minh đã nói gì vậy, không có tiếng trả lời. 45 hay 45 là danh hiệu chỉ huy trong hệ thống truyền tin của tướng Hưng. Cố vấn Miller hỏi tướng Minh đã nói gì? Không ai còn đủ sức trả lời cho ông ta. Và lại có những điều một tư lệnh Việt Nam không thể nói cho cố vấn Hoa Kỳ của mình biết. Và nhiều điều ở chiến trường An Lộc. Tướng Hưng không thể nói cho đại tá William Miller, cố vấn trưởng sư đoàn biết được nên sinh ra sự hiểu lầm lớn sau đó trong trận chiến quan trọng này. Sau khi trực thăng chỉ huy đổ đầy xăng, Tướng Hưng và chúng tôi lại bay trở lên vùng trời An Lộc ở độ cao trên 3.500 bộ vì phòng không của địch bắn rất rác. Trong suốt buổi chiều hôm đó, chính Tướng Hưng một mặt liên lạc trực tiếp với các cấp chỉ huy quân trên mặt đất để nghe báo cáo và điều động họ đồng thời trực tiếp xin không quân Việt Nam đánh yểm trợ. Tướng Hưng có biệt tài về sử dụng không yểm, dù điều động các chiến đấu cơ xạ kích và địch quân, chỉ cách quân bạn một con đường hay đánh bom với các tọa độ chính xác mà không cần nhìn vào bản đồ khi ngồi trên trực thăng. Sở dĩ được như vậy là vì trên bản đồ mà ông sử dụng hàng ngày ông ghi tọa độ tất cả các ngã ba ngã tư của các con đường các ngã ba sông các thị trấn thị xã các cao điểm và các điểm nhớ quan trọng gần như ông thuộc lòng tọa độ địa hình các nơi đó trong toàn lãnh thổ trách nhiệm ngày thường khi thuyết trình tình hình cho ông nên thận trọng về địa điểm và tọa độ Cách đọc bản đồ trong trí nhớ dựa trên các điểm chuẩn này rất khoa học và cần thiết cho mọi cấp chỉ huy. Đó là ưu điểm để nhanh chóng đánh trả đũa quân địch bằng pháo binh hay không quân. Hoặc hướng dẫn điều động quân nhanh chóng và chính xác, nhất là khi chỉ huy trên trực thăng. Từ khi ông còn làm trung đoàn trưởng ở sư đoàn 21 bộ binh. Làm việc với ông, tôi đã cố gắng học nghệ thuật tác chiến này. Thế nhưng, với trận đánh buổi chiều hôm đó của Cộng sản Bắc Việt trên khắp nơi mà chúng bao vây hay bám đánh các cánh quân của chiến đoàn 9 từ căn cứ của chiến đoàn, căn cứ của tiểu đoàn 53 pháo binh của Chi Khu, cặp theo sân bay Lộc Ninh hay những cánh quân đang vừa đánh vừa di chuyển về các điểm tập trung như các đơn vị thiết đoàn một kỵ binh của Trung tá Nguyễn Đức Dương tiểu đoàn 74, biệt động quân biên phòng, tiểu đoàn 2, trung đoàn 9, tiểu đoàn 3, trung đoàn 9 và đại đội 9 trinh sát. Thì tướng Hưng cũng không thể nào cứu vãn được các đứa con của mình thoát khỏi tình trạng nguy ngập. Một phần vì không quân Việt Nam cho biết là phòng không của Cộng sản Bắc Việt quá mạnh, nên một số chiến đấu cơ không thể đánh yểm trợ cho các đơn vị đang di chuyển ngoại trừ các căn cứ ở thị xã cặp theo sân bay lộc ninh phần khác vì lực lượng địch quân quá đông trong suốt ngày đó lực lượng phòng thủ của các căn cứ này đã chống trả hữu hiệu nhiều đợt tấn công bộ binh dữ dội của cộng sản bắc việt và không quân việt nam đã yểm trợ đắc lực cho các căn cứ này tuy nhiên các căn cứ cấp đại đội địa phương quân và trung đội nghĩa quân ở các xã chung quanh thị xã đều bị tràn ngập hay không chịu nổi, phải rút bỏ hay tàn lạc. Hai đại đội địa phương quân 293 và 294 rút về bảo vệ bộ chỉ huy chi khu, chợ Lộc Ninh và nhà thờ bị địch chiếm trong ngày. Đêm tối các căn cứ trên trục lộ sân bay tiếp tục bị pháo dữ dội. Tổn thất càng nhiều hơn, binh sĩ trú phòng kinh hoàng vì địch pháo kích với cường độ và sức công phá của các đầu đạn đại pháo, pháo khủng khiếp. Nhất là các vị trí đặt pháo 155 ly và 105 ly cố định bị tê liệt không thể phản pháo vì nhiều khẩu pháo bị phá hủy vì pháo binh địch rót vào chính xác. Các mục tiêu pháo của ta lộ diện, dễ bị trinh sát pháo của địch điều nghiên từ trước trận đánh. Một điều tưởng cũng cần nêu lên là các đơn vị chiến thuật Cộng sản Bắc Việt thi hành lệnh cấp trên rất chặt chẽ, nhưng cũng rất máy móc. Thí dụ như đơn vị pháo của Sư đoàn 70 pháo, Trung ương Cục Miền Nam bắn phá căn cứ đóng quân của thứ đoàn một kỵ binh ở ngã ba lộc tấn dữ dội trong đêm trước cho đến khi đơn vị này bỏ căn cứ di chuyển thì họ cũng ngưng không bắn nữa coi như đã hoàn thành nhiệm vụ khoảng quá trưa chúng ta dương đã liên lạc được với các đơn vị đã rút về được ngã ba lộc tấn và được phân nhiệm tiến về thị xã lộc ninh với hai cánh quân băng rừng theo hai bên quốc lộ 13 mà không di chuyển trên trục lộ tiến về thị xã Lộc Ninh tăng viện cho bộ chỉ huy chiến đoàn 9 và đánh giải tỏa cánh quân chi đoàn 3 và một đại đội của tiểu đoàn 2 Tùng Thiết đang bị địch bao vây ở Cua chùm Bao sau hai lần nỗ lực nhưng không tiến lên được Trung tá Dương cho các đơn vị rút trở lại ngã ba Lộc Tấn để đóng quân qua đêm. Buổi tối đêm 5 tháng 4, khi các đơn vị thiết đoàn 1 kỵ binh, tiểu đoàn 74 biệt động quân biên phòng, tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 và đại đội 9 trinh sát tập trung trở lại khu vực này, dù đơn vị nào cũng bị tổn thất, nhưng không bị ăn pháo như đêm trước nữa mà chỉ bị trinh sát địch bám sát. Sáng sớm hôm sau, ngày 6 tháng 4, Trung tá Dương cũng tiến hành kế hoạch hành quân với sự phân nhiệm như buổi chiều hôm trước để rút về Lộc Ninh như lệnh đã nhận được. Nhưng kế hoạch hành quân này có một thay đổi lớn về lộ trình. Cánh quân thứ nhất gồm thiết đoàn một kỵ binh, chừng 69 xa và quân xa các loại, trong đó có 14 chiến xa loại M41 và M113 của chi đoàn 1, chiến xa phối hợp với tiểu đoàn 74, biệt động quân biên phòng với hai khẩu pháo 155 ly và bốn khẩu 105 ly. Cánh quân thứ hai gồm tiểu đoàn 2, trung đoàn 9 và đại đội 9 trinh sát Cánh quân thứ nhất do chính Trung tá Nguyễn Đức Dương chỉ huy. Không tiến về Lộc Ninh cặp theo phía tây quốc lộ 13 như buổi chiều hôm trước. Nhưng từ ngã ba Lộc Tấn băng rừng sâu hơn ở phía đông trục lộ này. Với dự định đánh bọc ra quốc lộ và tiến chiếm mục tiêu chính là đồi 150 Bắc nằm ở phía tây trục lộ ở phía nam đồi 177. Hai ngọn đồi này chỉ cách thị xã Lộc Ninh ở hướng tây bắc từ 1 đến 2 cây số. Riêng ngọn đồi 150 nam nằm ở tây nam thị xã thì cách đồi 150 bắc chừng 2 cây số. Ngày hôm trước, ngày 5 tháng 4, trong khi quân Cộng sản Bắc Việt từ đồi 150 Bắc tràn xuống chiếm chợ, nhà thờ và tấn công đồn cảnh sát quận, thì các cánh quân khác của chúng xuất phát từ đội 150 Nam, nhiều lần mở các đợt tấn công vào các căn cứ Bộ Chỉ huy Chiến đoàn 9, Trung đoàn 53 Pháo Binh và Bộ Chỉ huy Chi khu Lộc Ninh đóng dọc theo sân bay. Cánh quân thứ hai gồm tiểu đoàn 2 và đại đội chính trinh sát cho Đại úy Nguyễn Quang Nghi, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 2, chỉ huy, yểm trợ cho cánh quân thứ nhất ở hướng đông, cũng băng rừng tiến song song với cánh quân này và chiếm mục tiêu cao điểm phía đông thị xã là đồi 178. Nếu hai cánh quân trên chiếm được hai ngọn đồi 150 Bắc và 178, kẹp hai bên thị xã Lộc Ninh, thì không quân Việt Nam có thể hoạt động hữu hiệu hơn khi đánh bom tiêu diệt một đơn vị lớn của cộng sản Bắc Việt đang chiếm đồi 150 nam mà chúng dùng nơi đó làm bàn đạp để tấn công ba căn cứ nằm dọc sân bay Lộc Ninh như vậy sẽ giải tỏa bớt áp lực địch để chờ viện binh đó là quan niệm hành quân của tướng Hưng. Thì ông ra lệnh cho các cánh quân dưới sự chỉ huy của Trung tá Dương rút từ Lộc Tấn về Lộc Ninh. Nhưng tình hình diễn tiến trái ngược. Không may mắn cho cánh quân của Trung tá Dương băng rừng cặp theo sườn đông trục lộ khi tiến ra quốc lộ 13. Lúc đó chừng 8 giờ sáng. Đơn vị tiến trước là chi đoàn một chiến xa. Không biết vì nhầm lẫn hay vì lý do nào đó lại đâm đa cua chùm bao gần đồi 177, tức là nơi thiết đoàn một thiết kỵ bị phục kích hôm qua. Thay vì đoạn quốc lộ gần đồi 150 nam, chiến xạ tiến lên đồi, thì địch trên đồi 177, đông như kiến cỏ, tràn xuống tấn công dữ dội. Hết đợt này đến đợt khác, và gần như tiêu diệt thiết đoàn một kỵ binh và tiểu đoàn 71 biệt động quân biên phòng. Trên trực thang, chỉ huy tướng Hưng không còn liên lạc được với Trung tá Dương được nữa. Cả giờ sau đó, khi đang bay trên vùng trời Lộc Ninh, khi báo cáo sự kiện này lên Trung tướng Minh, thì Hưng lại bị sát muối lần thứ hai. Sau này, được biết trận đánh ở cua Chùm Bao, sáng ngày 6 tháng 4 đó, gần như nguyên vẹn sư đoàn công trường 5 Cộng sản Bắc Việt chủ động cộng thêm trung đoàn 95B từ chiến trường Tây Nguyên xuống tăng cường cho mặt trận Bình Long. Chúng đã bắt được Trung tá Nguyễn Đức Dương và một số sĩ quan khác của thiết đoàn và tiểu đoàn 74 Biệt động quân Biên phòng. Cánh quân thứ hai là tiểu đoàn 2 và đại đội 9 trinh sát, cả hai do đại úy Nguyễn Quang Nghi chỉ huy cũng tiến từ ngã ba Lộc Tấn, cặp sườn đông quốc lộ 13, sâu hơn ở trong rừng, tiến về thị xã Lộc Ninh và chiếm đồi 178 ở phía đông thị xã. Đại úy Nghi là một sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn nổi tiếng. Nghi chỉ huy đơn vị của mình và đại đội chín trinh sát của Trung úy Thái Minh Châu suốt buổi sáng hôm đó về gần mục tiêu nhưng không tiến được lên ngọn đồi 178 vì bị địch quân trận đánh dữ dội. Buổi quá trưa, khi trực thăng chỉ huy lấy thêm đầy xăng nhớt, tướng hưng lên vùng, liên lạc được với đại úy Nghi và được báo cáo tình trạng, thì ra lệnh cho Nghi bỏ mục tiêu, quay ra quốc lộ 13 tìm tông tích của thiết đoàn một kỵ binh và tiểu đoàn 74, biệt động quân biên phòng. Đại úy Nghi đã chỉ huy hai đơn vị thiện chiến này trở ra được trục lộ chính, nhưng không tiến nổi được lên khu vực chiến trường của hai đơn vị của Trung tá Dương. Buổi chiều ngày 6 tháng 4, khi nắng đã tàn, Tướng Hưng quay về An Lộc thì tiểu đoàn 2, trung đoàn 9 và đại đội 9 trinh sát báo cáo đã nằm trong khu chợ Lộc Ninh dù bị tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, hình như chỉ có một bộ phận nhỏ của đơn vị này vào được chợ Lộc Ninh. Còn phần lớn thì đang bị địch quân theo sát tấn công trên lộ trình rút về thị xã. Cánh quân này bị quân Cộng sản Bắc Việt bám sát và tấn công liên tục suốt trong đêm đó. Các căn cứ của chi khu Lộc Ninh của tiểu đoàn 53 pháo binh và bộ chỉ huy chiến đoàn 9 của Đại tá Nguyễn Công Vĩnh bị pháo kích dữ dội nhiều đợt suốt đêm năm, rạng ngày 6 này. Căn cứ chiến đoàn 9 ở cuối sân bay bị pháo nặng nhất, hầm cứu thương bị sập, tất cả trung đội quân y bị chết gần hết. Trong ngày quân Cộng sản Bắc Việt mở nhiều đợt tấn công vào căn cứ, nhưng đều bị đẩy lui. Sự thực căn cứ này đứng vững được là nhờ vào yểm trợ của không quân Việt Nam với các khu trục phản lực đánh sát bờ rào đất khá cao chung quanh. Cộng quân tổn thất rất lớn về nhân mạng. Căn cứ tiểu đoàn 53 pháo binh gần đó của Trung tác Thông cũng bị pháo nhập nặng. Các ụ pháo và các khẩu pháo của tiểu đoàn hoàn toàn bị câm tiếng, không còn mật khẩu nào sử dụng được. Thương binh ở hai căn cứ này lên quá cao. Không một trực thăng nào của không quân Việt Nam hay Hoa Kỳ đáp xuống được để tải thương hay tiếp tế suốt hai ngày đêm liền. Vì phòng không của địch quá dày và quá mạnh. Tiểu đoàn 3, trung đoàn 9, hành quân ở phía nam thị xã. Tôi không nhớ tên của tiểu đoàn trưởng này. Trong buổi chiều đó, tuy bị cộng quân bám tấn công, nhưng báo cáo là đã về được cuối sân bay ở bìa rừng cao su hướng đông phi đạo và của căn cứ chiến đoàn 9. Tướng Hưng trực tiếp liên lạc với tiểu đoàn trưởng và chỉ thị cho giữ quân tại chỗ để bảo vệ mặt ngoài cho chiến đoàn, chỉ trừ một đại đội vào căn cứ tăng cường cho đại tá Vĩnh và một trung đội khác cho tiểu đoàn 53 pháo binh của Trung tá Thông. Tất cả các đơn vị của chiến đoàn nằm chịu trận tại chỗ. Suốt đêm 6, rạng ngày 7, kể cả hai đơn vị giã ngoại là tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3, trung đoàn 9, cũng như đại đội 9 trinh sát, hứng pháo của địch quân, đến 4 giờ sáng ngày 7 thì mất liên lạc với đại úy Nguyễn Quang Nghi tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 và cả trung úy Thái Minh Châu, đại đội trưởng của đại đội 9 trinh sát. Coi như cánh quân cuối cùng ở phía bắc Lộc Ninh kéo về thị xã Lộc Ninh đã bị tan rã. Tướng Hưng mất gần 2.000 quân, hơn 80 chiến xa và quân xa, và hơn hai chục khẩu pháo và 105 ly, 155 ly màn đêm sắp phủ trùm lên sự nghiệp làm tướng của tướng Hưng. Đêm 6 tháng 4 năm 1972, khi tôi ngồi ăn cơm với tướng Hưng ở căn cứ của Bộ Tư lệnh Hành quân nhẹ của Sư đoàn 5 Bộ Binh ở An Lộc, Ông kể lại cho tôi nghe từ ngày ông về phục vụ ở sư đoàn Nam Quốc Bộ Binh khi còn là trung úy từ đầu năm 1964 cho đến năm 1968, do tướng Lê Văn Minh làm tư lệnh với bao nhiêu công trận và tướng Minh đã mến thương, nâng đỡ ông như thế nào cho đến ngày tướng Minh lên làm tư lệnh quân đoàn 3 và vùng 3 chiến thuật rồi đưa ông lên tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh và thăng cấp tướng. Tướng Minh chưa một lần nào nặng lời với ông ông nói với tôi dưỡng à trận chiến này vô cùng nguy hiểm sống chết chỉ trong giây phút thôi cùng khóa cùng trung đội của thầy chiêu ngày nay tôi đã lên tướng mà dưỡng và các bạn khác đến nay chưa một người nào được thăng cấp trung tá như vậy là quá mức rồi chết cũng đáng còn dưỡng tội tình gì mà ở đây cho thiệt thân uổng mạng Ngày mai về Lai Khê đi. Đưa đại úy bé lên đây là được rồi. Đại úy Trần Văn Bé là phụ tá của tôi. Cũng là biệt đội trưởng, biệt đội quân báo sư đoàn. Sau năm 1973, đại úy Trần Văn Bé được thăng thiếu tá. Rồi chuyển về địch tường. Làm trưởng phòng 2 tiểu khu. Năm 1976, anh bé khi bị Cộng sản Việt Nam cầm tù ở trại suối máu Biên Hòa. Vượt ngục, bị chúng bắt lại, đem xử bắn tại suối máu cùng với một đại úy ngành an ninh quân đội. Buổi trưa đó, ngay sau khi hai sĩ quan này bị bắn, trời đang nắng gắt bỗng tối sầm lại, dông gió nổi lên một chập lâu. Tù nhân các trại suối máu vẫn còn nhớ chuyện trời đất khóc người bị giết oan này trở lại câu chuyện tôi không nói gì và suy nghĩ nhiều về lời tâm sự của tướng hưng một chập sau tôi dứt khoát trả lời là tôi không về lai like khê buổi cơm thật buồn vì chúng tôi mất mát tổn thất lớn lao mà chính tôi cũng có trách nhiệm là không hiểu tường tận về khả năng to lớn của cộng sản bắc việt ở biên giới tây bắc vùng lưỡi câu nơi tập trung quân trước trận đánh và các căn cứ địch trên dòng sông Chlong trong tỉnh Katia của Campuchia. Ngày hôm sau mới thực sự là ngày quyết định cho Lộc Ninh. Khởi đầu ở buổi sáng, khoảng 6 giờ, khi binh sĩ ở mặt tiền của căn cứ của chiến đoàn 9, thấy chiến xa Cộng sản Bắc Việt lô lô tiến vào cổng của căn cứ, Hoàng sợ bỏ chạy mà chưa có tấn công bộ binh như mấy ngày trước. Chiến xa của chúng vào trận địa chậm một đôi ngày, nhưng ngay lập tức gây ngay chấn động. Có chừng bốn chiếc T-54 của chúng tiến vào con đường dốc và bắn đại bác vào căn cứ. Đại tá Nguyễn Công Vĩnh trong hầm chỉ huy được báo cáo tin này. Ông báo cáo lên bộ tư lệnh nhẹ của tướng Hưng là căn cứ bị chiến xa tấn công. Đó là báo cáo cuối cùng của đại tá Vĩnh, trước khi cùng mấy sĩ quan tham mưu và toán cố vấn Hoa Kỳ của chiến đoàn bỏ căn cứ và có ý định chạy ra với tiểu đoàn 3 đang ở đầu sân bay ngoài căn cứ. Tuy nhiên, tất cả đều bị Cộng sản Việt Nam bắt. Chúng ta thông tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 53 pháo binh gần đó cũng chạy về hướng tiểu đoàn 3 và cũng bị bắt. Bên trong căn cứ của chiến đoàn, thiếu tá Trần Đăng Khoa, trung đoàn phó, điều động binh sĩ củng cố lại tuyến phòng thủ. Quân phòng thủ dùng M-72 bắn vào mấy chiến xa, nhưng không hiệu quả. Và chiến xa T-54 địch bắt đầu nhả đạn và tiến lên căn cứ Lúc này, bộ binh địch tràn vào theo chiến xa. Thiếu tá khoa trở xuống hầm chỉ huy gọi vô tuyến, báo cáo với tướng Hưng là đại tá Vĩnh đã ra với tiểu đoàn 3, nhưng không liên lạc được nữa. Chiến xa địch còn ở bên ngoài cổng, nhưng bộ binh địch đã vào trong căn cứ, đang đánh nhau ở phía trên hầm. Tướng Hưng, chúng ta đang trưởng phòng 3. Thiếu Tùng, tùy viên của Tướng Hưng và tôi đang ở trên trực thăng chỉ huy đều nghe rõ đối thoại của Tướng Hưng với thiếu tá Khoa. Trừ đại tá Mueller, cố vấn trưởng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông ngơ ngác nhìn chúng tôi và hỏi gì đó, nhưng không ai trả lời. Thiếu tá Khoa yêu cầu, xin dội bom trên đầu tôi. Chúng đã tràn ngập căn cứ và đang bắn vào hầm chỉ huy. Xin 45 đừng do dự Tướng Hưng nói Hoa đây 45 nghe rõ Tôi sẽ làm đúng lời yêu cầu của anh Tôi sẽ lo chu đáo cho gia đình anh Mấy tiếng sau cùng của thiếu tá Khoa Xin cảm ơn và vĩnh biệt 45 Nghe rõ kèm theo một tiếng nổ Mắt Tướng hưng, hoen đỏ, đầy nước mắt Chúng tôi đều rơi lệ nhìn xuống căn cứ chỉ thấy một màn khói mỏng thảm kịch kéo đến tôi nghe hưng truyền qua tần số gọi yêu cầu không quân việt nam đánh bom trên căn cứ của chiến đoàn chín phá hủy chiếc nôi của con mình để tàn sát địch quân đang tràn vào chiếm lĩnh nó khi ông gọi khu trục là lúc ông hiểu rõ hơn ai hết thảm kịch của chính ông đến lúc khu trục yêu cầu trực thăng rời vùng và tiến bom từng đợt dội xuống căn cứ. Cũng là lúc tướng Hưng bị tướng Minh sát muối bầm mình. Đó là lần thứ ba và rất dữ dội. Tiểu đoàn 6 Những quyết định sáng suốt của tướng Lê Văn Hưng đã cứu vãn an lộc trong ngày 7 tháng 4. 1972. Buổi sáng trước khi lên trực thăng bay lên Lộc Ninh, tướng Hưng đã ra lệnh cho chiến đoàn trưởng chiến đoàn 52 tăng phái. Đóng ở hai căn cứ Hùng Tâm phía Bắc cầu Cần Lê, đưa hai tiểu đoàn răng ấm ba quốc lộ 13. Trái với suy đoán hay phỏng đoán của nhiều người viết về đoạn quân sự này là Tướng Hưng ra lệnh cho chiến đoàn 52 đưa quân lên tiếp viện cho Lộc Ninh tiến theo trục lộ này. Thực ra, ông chỉ ra lệnh cho chiến đoàn đưa quân ra quốc lộ 13 để trận hướng tiến của chiến xa địch trên trục lộ chính vào An Lộc như một tuyến phòng thủ phía trước của tuyến cầu Cần Lê. Ở căn cứ cầu Cần Lê có hai đại đội của sư đoàn 5 bộ binh, một của tiểu đoàn 2, một của tiểu đoàn 1 và hai đại đội địa phương quân của tiểu khu Bình Long với sáu khẩu pháo do Trung tá Nguyễn Văn Hòa chỉ huy chấn đóng. Vì buổi sáng sớm, tướng Hưng đã được Đại tá Nguyễn Công Vịnh báo cáo là căn cứ của chiến đoàn 9 bị chiến xa địch tấn công. Đến lúc đó mới xác nhận là Cộng sản Bắc Việt thực sự có chiến xa. Vì vậy tướng Hưng muốn lập thêm một tuyến trước tuyến cầu Cần Lê nằm trên trục lộ này, chừng 8 dặm ở hướng Bắc An Lộc. ứng ừ, Hưng, sau khi mất liên lạc với thiết đoàn một kỵ binh ngày hôm trước, đã không còn hy vọng tiếp viện hay giải tỏa Lộc Ninh nữa. Nhưng diễn tiến trên trận địa không được như mong muốn, vì khi chuyển quân ra chưa đến quốc lộ 13, thì chiến đoàn 52 đã chạm địch nặng mà đó là sư đoàn công trường năm cộng sản và trung đoàn 95 b tăng phái là hai đơn vị đã phục kích và đánh tan thiết đoàn một thiết kỵ trong ngày hôm trước trước buổi trưa ngày đó 7 tháng 4, khi trực thăng của tướng hưng từ lộc ninh về bay trên vùng cần lê sau khi khu trục dội bom xuống căn cứ của chiến đoàn 9, Tướng Hưng được chiến đoàn 52 báo cáo đang chạm địch rất nặng trên tỉnh Lộ 17 khi đang tiến ra quốc lộ 13 nhưng không thể yểm trợ được bằng phi pháo đánh cận vì sợ đánh nhầm vào quân bạn. Tướng Hưng ra lệnh cho chiến đoàn cố gắng rút về An Lộc không cần tiến ra quốc lộ 13 khi bắt cầu cần lên nữa. May mắn là trực thăng chỉ huy vòng lên vùng phía bắc cầu Cần Lê Trên trục sông bé Chạy song song với quốc lộ 13 Trước khi rời vùng Chúng tôi quan sát thêm một vị trí giả ngoại Trên một vùng đất trên bờ sông Có mấy cần anten truyền tin vô tuyến Mà cấp bộ chỉ huy cấp sư đoàn Cộng sản Bắc Việt mới có Khi hành quân cấp tốc Tấn Hưng gọi khu trục của không quân Việt Nam đánh vào tọa độ đó. Phi vụ rất chính xác. Khi trở lại vùng trời cầu Cần Lê, thì được báo cáo là phần lớn các đơn vị của chiến đoàn 52 đã vượt qua phía nam cầu Cần Lê dù thiệt hại nặng. Nhưng trên trục lộ, thì dù trực thăng bay cao trên 4.000 bộ, vẫn quan sát thấy dòng người đang cuốn về cầu Cần Lê chen lẫn với một đoàn chừng 20 xe đang di chuyển mà chính tướng Hưng và đại tá Miller đều cho là chiến xa. Nửa ngờ rằng chiến xa Cộng sản Bắc Việt lại nửa ngờ rằng biết đâu đó là đoàn thiết giáp của Trung tá Nguyễn Đức Dương đã mất liên lạc truyền tin từ hôm qua. Tướng Hưng trở lại tần số của thiết đoàn một kỵ binh. Vô tuyến vẫn lặng câm. Một lần nữa, Tướng Hưng đưa ra một quyết định quan trọng khác. Ông sợ rằng bộ binh và chiến xa của địch đang bôn tập để tấn công An Lộc. Đây là chiến thuật thừa thắng sông lên của quân Bắc Việt, thường gọi là cấp tập. Một mặt ông chuyển tần số yêu cầu không quân Việt Nam đánh bom xuống dòng người đang bôn tập trên quốc lộ 13, chừng 8-10 cây số phía bắc cầu Cần Lê ông cũng ra lệnh cho tôi vẽ liền hai box B-52 cặp theo bờ Tây sông Bé rồi đưa ngay cho đại tá Miller với yêu cầu đánh bom trong buổi chiều hay đêm đó. Mặt khác, ông ra lệnh cho Trung tá Nguyễn Văn Hòa chỉ huy tuyến cầu Cần Lê tức khắc đặt chất nổ phá sập các nhịp cầu bê tông cốt sắt của chiếc cầu này. Nếu phá sập cầu hoàn toàn thì tốt nhất, đồng thời dùng pháo binh bắn trận tối đa trên trục lộ phía Bắc, mỗi khi khu trục của không quân Việt Nam rời vùng. Nếu địch quân tấn công mạnh, liệu không giữ được pháo, thì phá hủy hai khẩu 155 ly và bốn khẩu 105 ly pháo binh ở đó. Trả bớt một đại đội của tiểu đoàn 1 về cho chiến đoàn bảy của trung tá lý đức quân nội trong buổi trưa lệnh phá cầu được trung tá hòa thi hành ngay lập tức tuy không đủ kỹ thuật làm cho cầu sụp đổ hoàn toàn nhưng mấy nhịp cầu bị hư hại nặng chiến xa không thể di chuyển được về đến căn cứ bộ tư lệnh nhẹ ở an lộc trong khi trực thăng chỉ huy bay về lai khi lấy thêm nhiên liệu tướng hưng vào ngay trung tâm hành quân báo cáo mọi việc lên trung tướng minh lúc đó đại tá lê nguyên vĩ không có ở đó còn đại tá bùi đức điểm tham mưu trưởng hành quân sư đoàn đang chỉ huy việc dọn chuyển các cơ sở của bộ tư lệnh hành quân của sư đoàn sang căn cứ mới vì suốt trong đêm trước và trong buổi sáng hôm đó pháo của địch đã tập trung nhiều hơn rơi nhiều quả chung quanh căn cứ bộ tư lệnh nhẹ cũ, mà chúng tôi suy đoán là thám sát pháo của địch đã điều nghiên kỹ vị trí của căn cứ cũ này. Khi bước vào trung tâm hành quân ở căn cứ cũ chưa kịp dọn, Tướng Hưng nói với tôi, chắc là bị sát muối nữa rồi. Đúng, và còn hơn thế nữa. Lần này, thì chính tướng hưng bị tướng minh dội pháo không phải là sát muối nữa không một sĩ quan nào dám nghe họ lẻn ra ngoài hết tôi vì quá thân với tướng hưng nên ở lại theo tướng minh thì hưng ra lệnh cho phá cầu cần lê là coi như bỏ luôn mấy đứa con ở lộc ninh làm tuyệt đường về của họ nhất là thiết kỵ của trung tá nguyễn đức dương Biết đâu đoàn chiến xa mà tướng Hưng gọi là bôn tập vào An Lộc trên quốc lộ 13, phía bắc cầu Cần Lê, không là đoàn chiến xa của thiết kỵ 1. Một. một cánh quân lớn như vậy, gồm hơn 60 chiến xa, quân xa, bộ binh, tất cả hàng nghìn quân, mất liên lạc vô tuyến, không có nghĩa là dễ dàng bị đánh tan rã hay biến mất vô tông tích đánh đấm như là giết con mình vậy. Tướng Minh cho rằng Tướng Hưng có những quyết định vội vã, không cân nhắc và nhất là không trình báo trước với thượng cấp trước khi quyết định. Tướng Hưng chỉ nín lặng nghe vì thực ra những điều Tướng Minh nêu ra rất hợp lý. Tướng Hưng không có lý do nào chính đáng để thưa trình cùng vị tướng thượng cấp. Cũng là thầy mình, ngoài lý do là sợ quân Cộng sản Bắc Việt, bôn tập tấn công An Lộc buổi trưa đó. Nhưng ông không dám trình bày. Ông đành chấp nhận sự thất bại của mình và tự quyết định số phận của mình. Bước ra khỏi phòng hành quân, vào phòng ăn, khi đầu bếp dọn thức ăn lên cho ông và tôi. Tướng Hưng chỉ yêu cầu cho nước uống, tôi cũng vậy làm sao mà nuốt nổi cơm trong hoàn cảnh đó tổn thất quá lớn lao ông lập lại ý định quyết giữ an lộc bằng sinh mệnh của ông và cho rằng cái nghiệp làm tướng của ông đã không còn gì nữa thân làm tư lệnh sư đoàn mà mới trận đầu tiên đã mất mát quá to lớn gần một nửa sư đoàn mà cái mất lớn nhất là mất niềm tin của người thầy là tướng minh cứ từng tin tưởng nơi khả năng cầm quân của ông. Một lần nữa, Tướng Hưng chỉ thị cho tôi về Lai Khê và đưa người phụ tá của tôi lên thay tôi. Tôi có trình với Tướng Hưng rằng, hiện ở An Lộc, tôi có đại đội năm trinh sát với mấy toán viện 8 vừa thu hồi về. Các đơn vị nhỏ này rất thiện chiến, sẽ bảo vệ Tướng Hưng. Họ biết rõ địa thế kinh nghiệm hoạt động trong rừng nhiều ngày đêm. Di chuyển đêm dễ dàng ở mọi thế đất, đồi, núi, sông ngòi. Nhất là được chỉ huy bởi những sĩ quan kiên cường, giỏi trận mạc. Nếu tướng Hưng quyết tự sát khi mất an lộc, tôi tin rằng chúng tôi sẽ đem được xác ông và xăng ra rừng đốt, rồi mang than cho hải cốt về được lai khê trong vòng hai tuần tôi khẳng định với hưng như lời hứa của một người bạn là tôi sẽ giữ mạng sống của mình và mang xác hưng về tôi ở lại với hưng ở chiến trường này chuyện này sau đó tôi cho đại úy dương tấn triệu trung úy lê văn chánh đại đội trưởng trinh sát và trung úy nguyễn đức trạch tức nhà thơ trạch cầm con trai trưởng của nữ sĩ tùng long là những sĩ quan thân tín phụ trách những công tác mật và gây go trong các mật khu của Cộng sản Bắc Việt trong khu vực chiến thuật của sư đoàn trước trận chiến. Ba sĩ quan ưu tú này là những người bạn thân cận, dám sống chết với tôi. Sau buổi cơm toàn uống nước lã, Hưng chỉ thị cho họp ban tham mưu mời Đại tá Trần Văn Nhật, tỉnh trưởng Bình Long Đại tá Lê Nguyên Vĩ, Phụ tá Hành Quân của Tướng Minh, Trung tá Lý Đức Quân, Chiến đoàn trưởng Chiến đoàn 7, các cố vấn Hoa Kỳ Sư đoàn và Tiểu khu, các sĩ quan tham mưu của Bộ Tư lệnh Nhẹ Sư đoàn và Trung tá Nguyễn Văn Biết, Chiến đoàn trưởng Chiến đoàn 3 Biệt Động Quân được Trung tướng Minh cho tăng viện và an lộc vừa mới được trực thăng vận vào sân bay Đồng Long ở phía bắc thị xã trong buổi sáng. Buổi họp hành quân này tổ chức trong villa duy nhất trên mặt đất ở khu vực của Bộ Tư lệnh Nhẹ mới chuyển sang. Lúc đó vào khoảng 2 giờ 30 trưa ngày 7 tháng 4, sau khi hai pass B-52 xin buổi sáng đã được không lực chiến lược Hoa Kỳ thực hiện ở phía bắc cầu Cần Lê, cặp theo sông Bé như đã đề nghị. Lúc đó, tiểu đoàn 1, trung đoàn 7 cũng đã rút từ sân bay Quảng Long ở phía đông về và các tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3, trung đoàn 7, đại đội trinh sát 7, hành quân giã ngoại cũng đã rút về đóng quân án ngữ ở phía bắc và ven sườn tây bắc thành phố còn bộ chỉ huy chiến đoàn 7 ở căn cứ Charlie đã rút hết vào khu vực tòa nhà hành tránh của tỉnh lỵ Chỉ trừ chiến đoàn 52 và đơn vị hỗn hợp của chúng ta hòa ở căn cứ Cần Lê chưa rút về được mà chỉ có những đơn vị nhỏ của chiến đoàn 52 vượt được qua suối chạy về thị xã. Giờ phút đó, đại đội 7 trinh sát, một toán nhân viên của phòng 2, hành quân sư đoàn, và tiểu khu đang ở ngoài cổng sân bay Đồng Long, phía bắc thị xã, đón nhận các toán quân này và chờ đón những toán khác chạy về. Sau khi tôi trình chiến trận trong mấy ngày qua và tổn thất của sư đoàn ở Lộc Ninh và ước tính là trận An Lộc sẽ có thể diễn ra ngay trong đêm đó hay sáng ngày hôm sau, Trung tá Đăng trình sơ đồ bố trí các đơn vị phòng thủ tỉnh lỵ an lộc theo quan niệm của tướng hưng sự phối trí này tạm thời áp dụng cho đến khi có tăng viện thêm theo sơ đồ đó thì tạm thời tiểu đoàn 1 và đại đội 7 trinh sát sẽ đóng trấn giữ mặt bắc thành phố với tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 ở cánh trái. Khi chuyến đoàn 52 về toàn bộ, sẽ giao khu vực trách nhiệm lại cho chiến đoàn này và rút sang cánh trái án ngữ mặt tây bắc thành phố. Nếu đơn vị này bị tổn thất nặng, thì đóng ở khu vực nằm phía sau tuyến của tiểu đoàn 1, trung đoàn 7. Tuyến phía tây, từ cổng Phú Lỗ trở xuống phía nam, do tiểu đoàn 3, trung đoàn 7 án ngữ. Chiến đoàn 3 bị động quân án ngữ ở tuyến phía đông, mặt nam thành phố do tiểu khu phụ trách với các đơn vị địa phương quân trực thuộc. Tiểu khu duy trì các đơn vị địa phương quân trên hai ngọn đồi gió và đồi 169 ở đông nam thành phố. Hai điều quan trọng trong buổi họp này là Thứ nhất, tướng Hưng yêu cầu Đại tá Trần Văn Nhật với tư cách là tỉnh trưởng ra lệnh trưng dụng tất cả các loại xe be kéo gỗ và tất cả các loại xe chuyên chở bốn bánh khác hiện có trong giờ đó tại tỉnh lỵ và chiến đoàn 7 của trung tá lý đức quân trách nhiệm đem các loại xe kéo gỗ và xe đò làm chướng ngại vật lập tuyến phòng thủ án ngữ trục quốc lộ 13 dẫn vào thành phố và các trục lộ cổng phú lố ở phía tây và cổng xe lửa trên trục lộ từ sân bay quản lợi đổ vào. Thứ hai, tướng Hưng yêu cầu Đại tá Nhật thông tri cho dân chúng thành phố biết nên di tản vì Cộng sản sẽ tấn công lớn vào tỉnh lỵ Chọn giữ lại các nhân viên công chức cần thiết về điều hành điện nước, y tế, chiêu hồi hay nhân viên bán quân sự ở lại. Kỳ dư thì cho di tản khỏi thành phố để tránh tổn thất nhân mạng thường dân vô ích. Đại tá Nhật giữ sự tế nhị như thường xuyên. Trong buổi họp hành quân, ông không đưa ra ý kiến về hai việc này. Nhưng ngay sau buổi họp, ông gặp riêng tướng Hưng và trình bày là hai chỉ thị trên của tướng Hưng sẽ ảnh hưởng rất lớn về tâm lý của quân chúng và rất quan trọng nên ông sẽ xin trình lại Trung tướng Tư lệnh Quân đoàn 3, vùng 3 chiến thuật, kiêm đại biểu chính phủ vùng 3 chiến thuật. Sau đó, tướng Hưng lên trực tăng, không đem các trưởng phòng tham mưu theo. Tôi nghĩ là ông về Lai Khê, về chuyện phòng thủ ở đó với Trung tá Lê Thọ Trung, tham mưu trưởng và chuyện riêng gia đình liên quan đến quyết định tự thủ an lộc của ông buổi chiều trời chưa sụp tối thì tướng hưng trở lại an lộc thì thành phố đã hứng một số đạn pháo của cộng sản và còn đang tiếp tục bị pháo tuy không nhiều lắm nhưng đã có một số khá lớn cư dân cả vài trăm người được đưa đến điều trị ở bệnh viện thành phố chỉ cách bộ tư lệnh nhẹ một con đường ở phía bắc thành phố là khu vực phố buôn bán và chợ an lộc binh sĩ của các đơn vị chiến đoàn chín ở Lộc Ninh bị thất tán cũng chạy về, kể cả dân chúng. Chiến đoàn 52 sau khi chạm súng ở phía tây bắc cầu Cần Lê và mất luôn cả hai căn cứ Hùng Tâm cũng đã rút về, được đưa vào tuyến phòng thủ của phía bắc thành phố. Tổn thất của đơn vị này khá nặng, chỉ còn có hơn 400 quân có thể tác chiến được các đơn vị của chiến đoàn 7 đang kéo các loại xe be và xe chuyên chở dân sự lập chướng ngại vật trên các trục lộ chiến xa địch có thể tiến vào thành phố như lệnh của tướng Hưng mà hình như không có lệnh trưng dụng của tòa tình trường. Đúng vào lúc này, khoảng 8 giờ đêm, trong phòng hành quân dưới hầm ngầm, tướng Hưng bị trung tướng Minh sát muối lần chót lần thứ năm trước khi trận chiến an lộc thực sự diễn ra cũng nặng nề về việc mà tướng hưng yêu cầu đại tá nhật trong cuộc họp hành quân buổi xế trưa mà đại tá nhật có nói cho tướng hưng biết sau buổi họp là sẽ trình lên trung tướng minh quyết định mà quyết định của trung tướng minh là không quyết định gì hết ngoài việc sát muối tướng hưng nhưng chuyện đã lỡ rồi Chiến đoàn 7 đang thu xe dân sự, lập tuyến án ngữ như lệnh đã nhận được. Ở đây phải ghi nhận quyết tâm và kiến thức quân sự vững chãi của tướng Hưng. Ông đã nhận định rõ kích thước lớn lao của trận chiến sắp diễn ra, hay đã diễn ra từ hai hôm trước, nên nhanh chóng chọn quyết định phản ứng thích nghi của một vị tướng chỉ huy ngoài mặt trận. Và can đảm nhận chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình trước thượng cấp Ở chiến địa Tình hình chuyển biến nhanh chóng từng phút từng giây Thân làm tướng chỉ huy Mà còn hỏi trình thưa gửi về lệnh lạc Thì làm sao mà đánh giặc được Vì vậy Mặc dù bị tướng Minh xài xẻ nặng Khi buông ống nói điện thoại với tướng Minh Ông chuyển sang tần số gọi trung tá lý đức quân trung đoàn trưởng trung đoàn 7, hỏi xem chuyện lập chướng ngại vật trong vòng đai phòng thủ phía bắc tiến triển đến đâu và không hề nghe ông ra lệnh hủy bỏ lệnh trong buổi họp xế trưa hay đình chỉ chuyện thu xe dân sự làm rào cản phòng thủ trên các trục lộ dẫn vào thành phố ở vòng đai mặt bắc Khoảng chừng gần 9 giờ đêm hôm đó, tướng Hưng cùng đại tá Miller đi xe lên tuyến phía Bắc gặp Trung tác quân. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 7, xe Jeep của tôi theo sau với đại úy Triệu, nhân viên phòng 2 hành quân của tôi và vài tùy tùng. Trong khi tướng Hưng và cố vấn Miller đi cùng Trung tác quân xem bố phòng của chiến đoàn, tôi ra trạm kiểm soát và tiếp nhận binh sĩ từ mặt Bắc chạy về. Hơn một giờ tiếp xúc với một số hạ sĩ quan và binh sĩ của chiến đoàn 9, tiểu đoàn 53 pháo binh, chi khu Lộc Ninh và những chiến binh thất lạc của chiến đoàn 52 vượt qua được cầu Cần Lê chạy về thành phố vào chập tối. Tôi mới hiểu rõ những nhận thức của tướng Hưng buổi trưa khi bay trực thăng từ Lộc Ninh về cầu Cần Lê là chính xác. Thứ nhất, nhiều người chạy từ Lộc Ninh về trên quốc lộ này đã lẩn trốn ở các bụi rậm bên đường khi nghe tiếng động cơ chiến xa. Nhìn thấy nhiều chiến xa Cộng sản Bắc Việt với bộ đội mặc quân phục xanh lá cây ngồi trên pháo tháp và bộ đội nắm súng AK-47 và vác B-40 chạy bộ vượt qua nơi ẩn trú của họ về hướng cầu Cần Lê. Có những binh sĩ trốn chạy về trễ hơn, cho biết đã mục kích phi pháo của không quân Việt Nam, oanh kích vào đoàn chiến xa và bộ đội Cộng sản Việt Nam ở quãng đường cách Lộc Ninh về phía Nam chừng 7, 8 đến 10 số. Tổn thất của chúng rất lớn, đến đội chúng bận rộn thu dọn xác chết, và cứu thương đồng bạn mà không lưu ý đến dân chúng có quân nhân lẫn lộn chạy qua khu vực này. Thứ hai, nhiều binh sĩ của chiến đoàn 52 cho rằng đơn vị của họ ở căn cứ Hùng Tâm bị pháo kích từ trong đêm đến sáng thì bị bộ binh tấn công nên khi có lệnh rút ra ngã ba Quốc lộ 13 thì bỏ căn cứ. Di chuyển ra chưa đến mục tiêu thì đã chạm địch từ hướng quốc lộ 13 tiến vào. Chín đoàn đã bắn hạ được những toán quân trước, nhưng hình như bộ đội Cộng sản Bắc Việt càng lúc càng đông hơn, với nhiều loại súng nổ càng lúc càng dữ dội hơn. Đơn vị tuy chạm súng mạnh trong mấy giờ liền, tổn thất lớn, nhưng sau đó có tiếng bom B52 nổ ở phía đông bắc khu chạm súng thì trận đánh thư giãn hơn nên nhiều đơn vị của chiến đoàn lần lượt rút được về An Lộc. Thứ ba, một số thường dân, người tiên, cư ngụ ở một sóc nhỏ gần bên bờ sông Bé cho biết, khi thấy đông đảo bộ đội Cộng sản suốt đêm trực kéo qua sóc của họ, đến khu vực khá rộng và cao gần bờ sông Bé. Đến sáng tinh sương, họ ở kéo cần dựng máy liên lạc lên nên biết sắp đánh lớn sợ nguy hiểm một số gia đình lẻn trốn về hướng quốc lộ và chạy cặp theo đường về thị xã chạy hết một buổi thì nghe máy bay nhỏ bỏ bom mấy giờ sau khi qua khỏi cầu cần lê thì nghe máy bay lớn bỏ bom cho nên họ tin rằng bột cứu họ thoát chết tổng kết những tin tức này, tôi cho rằng nhận định về diễn tiến thế trận, việc chiến xa và bộ đội bộ binh Cộng sản Bắc Việt bôn tập để tấn công An Lộc ngày 7 tháng 4, khi mục tiêu này chưa kịp tổ chức phòng ngự là vô cùng chính xác, rút ra từ kinh nghiệm chiến trường với hàng trăm trận chiến thắng của tướng Hưng. Từ khi là đại đội trưởng, tiến dần lên đến cấp tiểu đoàn trưởng, rồi trung đoàn trưởng trước khi là tư lệnh sư đoàn người sĩ quan tên hưng này là một cấp chỉ huy bách chiến bách thắng do đó những quyết định cấp thời vô cùng chính xác của ông buổi trưa khi bay trên trực thăng chỉ huy trên vùng trời lộc ninh quốc lộ 13, sông bé và cầu cần lê đã cứu vãn được an lộc từ những giờ phút quyết định nhất làm thay đổi cục diện chiến trường An Lộc ngay sau đó và cục diện chiến tranh Việt Nam trong hai năm kế tiếp. Thử nghĩ nếu An Lộc mất ngay trong ngày đó, ngày 7 tháng 4 1972, Sài Gòn sẽ ra sao? Washington sẽ nghĩ gì và làm gì? Sách lược Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon. Kissinger ở giai đoạn áp chót đó sẽ đi đến đâu? Mất an lộc trong ngày đó sẽ tạo ảnh hưởng dây chuyền vô cùng khốc hại là chính phủ Nam Việt Nam và quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải lo bảo vệ thủ đô Sài Gòn là chính. Lấy quân ở đâu ra mà tăng cường tiếp viện cho con tôm và Quảng Trị? Hay Hoa Kỳ sẽ phải đưa thủy quân lực chiến trở lại Việt Nam? Không thể có chuyện đó và như vậy có phải sẽ mất tất cả hay không là thua cuộc sớm hơn và hoa kỳ còn tiếng tăm gì với thế giới vậy phải chăng quyết định sáng suốt và nhanh chóng của một tướng lãnh như tướng lê văn hưng ở an lộc trong thời điểm đó không những là quyết định lớn nhất mang tính cách quyết định trong chiến tranh việt nam đã cứu nguy cho cả sài gòn lẫn washington Vậy ông có xứng danh là một danh tướng của miền Nam hay không? Còn sau đó, khi trận An Lộc đã diễn ra, đến cả những người trong cuộc cũng ít người hiểu rõ về những khúc mắc trên đây đã xảy ra trước đó. Huống chi những vị cầm bút, dù có tiếng tam, cũng chỉ dựa vào lời nói của người này hay người khác mà viết về cuộc chiến An Lộc năm 1972 thì cũng dễ sai lạc lắm. Tôi xin nhắc lại những quyết định trên của tướng Hưng. Thứ nhất, quyết định đánh bom bỏ oanh kích vào khu vực của một bộ chỉ huy giã ngoại cấp sư đoàn Cộng sản Bắc Việt trên bờ Tây Sông Bé. Thứ hai, quyết định đưa chiến đoàn 52 từ hai căn cứ Hùng Tâm ra ngã ba quốc lộ 13 lập thêm một tuyến án ngữ ở mặt bắc cầu Cần Lê. Tuy rằng chưa thực hiện, nhưng đã chạm súng và kèm giữ được cánh quân lớn của Cộng sản Bắc Việt đang bôn tập xuống tấn công cầu Cần Lê. Vì nếu quân địch không trước tiên đánh cánh quân của chiến đoàn 52 trên tỉnh Lộ 17, Chúng sẽ bị đơn vị này đánh thúc ngang hông trên quốc lộ 13 khi bôn tập xuống hướng cầu Cần Lê. Trận đánh này đủ cho tuyến cầu Cần Lê chuẩn bị pháo tập lên khu vực tiến quân trên quốc lộ 13 phía đông bắc, nơi chạm súng của chiến đoàn 52 và có thời gian phá các nhịp cầu Cần Lê. Thứ ba, quyết định oanh kích và dội bom đoàn quân gồm chiến xa và quân bộ chiến của Cộng sản Việt Nam, đang bôn tập từ Lộc Ninh hướng về cầu Cần Lê. Thứ bốn, quyết định cho Trung tá Nguyễn Văn Hòa phá sập cầu Cần Lê, ngăn cản kịp thời chiến xa của Cộng sản Bắc Việt tiến vào An Lộc khi thành phố chưa có lực lượng phòng thủ. Chỉ ngay trong đêm đó, tư lệnh bộ của Sư đoàn Công trường 5 của quân Cộng sản Bắc Việt đã không còn nghe trong hệ thống vô tuyến hành quân của tư lệnh bộ Trung ương Cục Miền Nam hoặc bộ tư lệnh hành quân của chiến dịch Nguyễn Huệ cho đến một tuần lễ sau theo ghi nhận với báo cáo của đại đội 5 kỹ thuật và những tin tức của binh sĩ và thường dân từ Lộc Ninh chạy về chúng tôi biết chắc chắn là bộ chỉ huy hành quân của sư đoàn 5 cộng sản đã bị hủy diệt và cánh quân gồm bộ binh và chiến xa do bộ chỉ huy của sư đoàn cộng sản này điều động bôn tập tấn công An Lộc trong ngày 7 tháng 4 đã bị tổn thất nặng bởi cuộc oanh kích của không quân Việt Nam buổi trưa và kế đó là hai box B-52 trong buổi chiều cùng ngày. Cộng thêm sự truy cản của chiến đoàn 52 và sự phá cầu Cần Lê, lực lượng của Trung ương Cục miền Nam đã không thể tấn công và chiếm An Lộc trong ngày hôm đó cuộc tấn công chính của Trung ương Cục miền Nam vào An Lộc chỉ thực sự diễn ra vào ngày 13 tháng 4 năm 1972, tức là gần một tuần sau đó. Trong thời gian 6 ngày, 5 đêm này, Cộng quân chỉ pháo kích bừa bãi vào thành phố. Sư đoàn 5 Cộng sản phải bỏ chiến trường trên trục quốc lộ 13 để vòng qua mật khu Bến Than và lộ trình cập theo sông Sài Gòn về vùng dầu tiếng để bổ sung quân, lấy quân số từ sư đoàn C-30B của Trung ương Cục miền Nam chuyển sang để có đủ quân trở lại chiến trường An Lập. Sư đoàn mới thành lập C-30B đã từng lấy cán bộ khung từ sư đoàn công trường 9 để làm nồng cốt và từng tấn công chiến đoàn 49 của sư đoàn 18 bộ binh trên trục lộ 22 trong ngày 31 tháng 3 1972 ra ngày 1 tháng 4 năm 1972. Sau trận đánh trên, sư đoàn C-30B đã bỏ vùng hoạt động ở Tây Ninh tiến xuống vùng sông Sài Gòn, hoạt động từ vùng Bến Than ở sườn phía tây quận Bình Long, kéo dài xuống sườn phía tây Lai Khê, quận Bến Cát, xuống đến mật khu Bời Lời, và tấn công các đơn vị đóng trong các căn cứ cặp theo hành lang sông Sài Gòn từ căn cứ Tống Lê Trân của tỉnh Bình Long phía Bắc mật khu Bến Than xuống Trị Tâm, Dầu Tiến, Bến Cát và Bến Xúc tỉnh Bình Dương. Lần này, sư đoàn C-30B đã phải bổ sung một số quân lớn cho sư đoàn công trường 5 ở vùng Trị Tâm, bờ Tây sông Sài Gòn trong tuần lễ thứ hai của tháng 4. Bổ sung quân xong, Sư đoàn 5 Cộng sản tức tốc trở lại chiến trường An Lộc sau trận tấn công đợt thứ nhất vào thành phố An Lộc của Sư đoàn 9 Cộng sản và các trung đoàn 202 và 203 chiến xa ngày 13 tháng 4. Riêng sư đoàn C-30B từ trị tâm kéo xuống bời lời được lệnh đánh phá rối đồn bót ngoài ven tỉnh lỵ Bình Dương như là mũi tấn công phụ cấp tiểu đoàn và đại đội, không phải cấp trung đoàn cộng mà sư đoàn này đã thực hiện ở trục lộ 22 mấy tuần trước. Bị thất bại ở đó, chúng kéo xuống vừa lấy thêm quân ở dọc hành lang sông Vàm Cỏ Đông trong trung tuần tháng 5 1972 và hoạt động trong vùng trạng bàn và gò dầu hạ. Ở vùng hoạt động này, chúng tấn công hiếu thiện và dự định cắt đứt trục lộ 22 và cô lập Tây Ninh, nhưng bị sư đoàn 25 bộ binh đánh mấy trận dữ dội và thiệt hại nặng, nên phải rút ra vùng mật khu mỏ vẹt ngoài biên giới để bổ sung lần thứ hai. Trong khi đó thì mặt trận An Lộc và mặt Bắc Trơn Thành đang diễn ra ác liệt trong tháng 4 và tháng 5. Trở lại mặt trận An Lộc, sau khi tướng Hưng tự ra lệnh phá hủy cầu Cần Lê, khiến một số nhịp cầu hư hại nặng. Xin mổ túc nơi đây, không phải do Đại tá Nhật, tiểu khu trưởng Bình Long đề nghị như một số bài báo viết sai lạc. Ở vùng cầu Cần Lê Chiến đoàn 52 được tướng Hưng cho điều động. Tiểu đoàn 31 biệt động quân vừa mới được tăng viện, tiến lên ấp An Hữu phía Nam Cầu, tiếp ứng và yểm trợ. Về được An Lộc với hơn 400 quân còn tác chiến được. Tình hình đã không còn nguy hiểm như buổi sáng ngày hôm đó. Sau đó, các đơn vị do Trung tá Nguyễn Văn Hòa chỉ huy Cần Lê gồm một đại đội của tiểu đoàn 2, trung đoàn 9, hai đại đội địa phương quân 256 và 257 cũng rời căn cứ Cần Lê, rút về trong buổi xế trưa sau khi phá hủy hai khẩu pháo 155 ly và bốn khẩu 105 ly theo lệnh của tướng Hưng vì không có xe để kéo pháo về. Đến buổi chiều, khi quân bộ và chiến xa của Cộng sản Bắc Việt tiến đến cầu Cần Lê, thì đã không thể vượt được qua cầu. Ngược lại, chúng còn bị hứng thêm những trận oanh kích nặng của không quân Việt Nam nữa. Dĩ nhiên, cuộc tấn công quy mô và an lộc ngày 7 tháng 4 của Trung ương Cục miền Nam phải đình hoãn. Thứ nhất, vì đơn vị bôn tập và an lộc là sư đoàn công trường 5 của chúng bị thiệt hại lớn lao. Thứ hai, chiến xa của các trung đoàn 202 và 203 chiến xa cộng sản Bắc Việt cũng bị thiệt hại. Tuy không nặng lắm, khi phối hợp bôn tập với quân bộ chiến của sư đoàn công trường 5 cộng sản của Trung ương cục miền Nam nhưng đã không thể qua được cầu Cần Lê đã được phá hủy kịp lúc. nhờ vậy, tướng Minh tư lệnh quân lần ba vùng ba chiến thuật chẳng những không mất an lộc trong ngày mà còn có thì giờ đổ quân vào đó tăng viện cho tướng Hưng và giải tỏa được an lộc. Từ đó ông được đánh giá như một tướng tài đã đánh bại được cộng sản Bắc Việt trong mùa hè 1972 trong lãnh thổ trách nhiệm của ông tướng minh có một nhãn quang rất sáng giúp ông chọn đúng một người đủ tài để giữ đất giữ thành trong cơn giặc tràn bờ như dầu sôi lừa bỏng dù ông có chê trách hay nổi giận với người tướng này trong một chiến dịch trong cuộc điều quân nhiều thất lợi lúc ban đầu đó cũng không là điều đáng nêu lên tuy nhiên hình như hào quang có lúc bị che khuất nên ông trông một sĩ quan khác như con gà hóa thành con cuốc quá cưng chiều nó mà nếu chỉ coi con gà đó là con cuốc cũng được không ai muốn nói đến vì con cuốc và con gà có hơn kém bao nhiêu đâu con cuốc được tiếng kêu buồn thảm thiết con gà trống thì được tiếng gáy mà con gà này thì tiếng gáy thật hay nên tướng minh bị mê hoặc nên tưởng nó là con phộng. Sự thật là sự thật. Trung tướng Nguyễn Văn Minh là một cấp chỉ huy thực tốt. Tôi luôn quý trọng. Nhưng tôi nghĩ lòng tốt và sự tin tưởng của Trung tướng đối với thuộc cấp đã bị con gà kia khai thác và lợi dụng. Sáng ngày 7 tháng 4, chín đoàn 3 biệt động quân của Trung tá Nguyễn Văn Biết được trực thăng vận tăng viện vào an lộc gồm các đơn vị chính là tiểu đoàn 31, tiểu đoàn 36 và tiểu đoàn 52, chừng hơn 1.500 người. Chúng ta biết các tiểu đoàn trưởng, các đại đội trưởng tiểu đoàn 33 biệt động quân đều là những sĩ quan lỗi lạc, dày dạn chiến trường. Ngày hôm sau, tướng Minh cho tăng cường vào An Lộc trung đoàn 8, là đơn vị cơ hữu của sư đoàn 5 bộ binh gồm hai tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2 và đại đội 8 trinh sát chừng hơn 850 người do đại tá Mạch Văn Trường chỉ huy. Tiểu đoàn 3, trung đoàn 8 được giữ lại lai khê để bảo vệ bộ tư lệnh tiền phương của quân đoàn 3 của tướng Minh. Tuy nhiên, suốt trận đánh của trung đoàn 8 ở An Lộc sau đó đều do thiếu tá Huỳnh Văn Tâm Trung đoàn phó chỉ huy Lý do là Ngay trong buổi trưa ngày đầu tiên Ngày 8 tháng 4 Khi trung đoàn trừ đổ quân vào khu phố phía bắc thành phố Gần sân bay Đồng Long Đại tá Mạch Văn Trường Đứng ở cạnh đường trước bộ chỉ huy nhẹ của mình Quan sát các đơn vị trực thuộc vào vị trí Bỗng một viên đạn M72 Bị một xe đót cán phải, nổ khá xa, một mảnh nhỏ văng trúng phần vai trước. Tôi không nhớ rõ vai phải hay vai trái, vì thương tích nhẹ không đáng để ý, không chạm gân và xương. Theo như lời bác sĩ Hùng, thì đoàn trưởng tiêu đoàn 5 quân y của sư đoàn trình với tướng Hưng. Nhưng khi đại tá Mạch Văn Trường xin ở lại bộ tư lệnh hành quân sư đoàn để điều trị, Tướng Hưng cười và cho đại tá mạch văn trường ở trong căn phòng nhỏ dành riêng cho tư lệnh ở cuối đường hầm ngầm tướng hưng còn chỉ thị mỗi ngày bác sĩ hùng đến chăm sóc vết thương nhỏ này nơi dành cho tư lệnh là nơi an toàn nhất trong hầm ngầm tướng hưng đã không dùng đến mà nhường cho đại tá mạch văn trường ở để trị vết thương tướng hưng và đại tá cố vấn Lờ phải bắt ghế bố ngay cửa hầm từ mặt đất xuống và đặt một chiếc bàn thấp nhỏ giữa hai chiếc ghế bố làm chiếc bàn hành quân cho hai người phần hầm chỗ này trở thành trung tâm hành quân cạnh đó là một chiếc bàn dài kê sát tường đặt hệ thống truyền tin vô tuyến và điện thoại còn chúng tôi đại tá lê nguyên vĩ đại tá bùi đức điểm trung tá trịnh đình đăng trưởng phòng 3, bác sĩ Hồng, tôi và mấy sĩ quan tham mưu cần thiết khác, chừng 3-4 người nữa, đều bắt kế bố nằm phía đầu trong của chiếc bàn truyền tin. Hiệu đề số 7 Hoa Kỳ và chiến cuộc mùa hè 1972 ở miền Nam Việt Nam Tướng Lê Văn Hưng tuyên bố từ thủ An Lộc Thiết nghĩ nếu muốn nói rõ vai trò quan trọng của các tướng lãnh trên chiến trường thuộc lãnh thổ của nền 3 và vùng ba chiến thuật, nhất thiết phải nêu lên hoàn cảnh chiến dịch xuân hè 1972 của Cộng sản Bắc Việt ở miền Nam Việt Nam. Hơn nữa, cần nhận định rõ vị thế và vai trò của Washington trong trận chiến đặc biệt quan trọng này trong toàn bộ chiến tranh Việt Nam sau các trận đánh lớn giữa các lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân Cộng sản Bắc Việt trên lãnh thổ Lào và Miên trong năm 1971, nhận định của giới quan sát quốc tế am tường về tình hình thế giới và chiến tranh Việt Nam đều cho rằng sắp bước vào giai đoạn mà Nixon và Kissinger sẽ kết thúc cuộc chiến ở đó với bất cứ giá nào chứ không phải với hòa bình trong danh dự như các nhà lãnh đạo chính trị này rêu rao. Lúc đó cặp bài trùng này chỉ coi Việt Nam là một màn phụ diễn của những vấn đề trọng đại hơn mà chính phủ Nixon của Đảng Cộng hòa cần giải quyết, nếu không muốn để cho Đảng Dân chủ thắng trong cuộc bầu cử sắp diễn ra trong các tháng cuối năm 1972. Giới này cho rằng Kissinger đã gần đánh bại quân lực Việt Nam Cộng hòa với âm mưu thí quân của ông ta ở hai mặt trận này sau khi đã thi hành gần trọn vẹn sách lược Việt Nam hóa chiến tranh. Từ đó, chiến tranh sẽ chấm dứt vì Nam Việt Nam sẽ như cua gãy càng. Kissinger nghĩ rằng miền Bắc cũng lâm vào tình trạng như vậy. Mà quả thật, từ tháng 7 cho đến cuối năm 1971, quân lực của miền Bắc lẫn miền Nam đã bị những tổn thất rất nặng nề, không đủ sức đánh nhau trong 6-7 tháng liền cho đến đầu năm 1972. Thời gian đó, hội đàm Paris về Việt Nam trì trệ. Cuộc mật đàm giữa Kissinger và Lê Đức Thọ cũng không đi đến đâu. Và tên phù thủy chính trị Kissinger, dù coi Việt Nam chỉ là một màn phụ diễn đã biểu diễn màn ảo thuật quốc tế lớn lao, chẳng những làm cho cả hai miền Nam, Bắc Việt Nam đều ngơ ngác sợ, mà cả Liên Xô cũng thực sự lo lắng. Nên sau đó cũng đã tiếp Nixon vào ngày 22 tháng 5 năm 1972 và hòa hoãn hơn trong việc ký kết hiệp ước hạn chế vũ khí nguyên tử chiến lược. Từ mấy tháng trước, Kissinger đã dàn xếp xong màn diễn với việc Tổng thống Nixon bay sang Bắc Kinh gặp gỡ Chu Ân Lai, Thủ tướng Chính phủ Trung Quốc Cộng sản, vào ngày 21 tháng 2 năm 1972. Ai cũng biết một cuộc dàn xếp tối mật trật tự thế giới đang diễn ra. Nhưng diễn ra như thế nào là phần ước đoán riêng của mỗi người. Liên Xô đã nhìn thấy hiểm họa cho chính họ. Bắc Việt nằm trong tay những đầu sỏ như Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và Phạm Hùng với thay đổi lớn lao là chính họ đã cho phép phê phán chủ nghĩa xét lại của Nikita Khrushchev đề ra trước đó trong Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 9 và bí mật chủ trương theo Trung Cộng. Mặc dù bên ngoài không để lộ ra nhưng bên trong lê đức thọ người thực sự lãnh đạo miền bắc việt nam với các em ruột ông này đang nắm ngành an ninh trong đảng trong nước và nắm toàn bộ tài sản ngoại viện của khối cộng sản quốc tế cho quân đội nhân dân đã bắt đầu thủ tiêu những phần tử trong bộ chính trị và trung ương đảng hay tướng lãnh quân đội nhân dân kể cả tước luôn quyền tổng tư lệnh của võ nguyên giáp lúc đó chính phủ nguyễn văn thiệu càng lo sợ hơn về sách lược của kissinger nhưng đành bó tay chỉ còn biết trông cậy vào người đồng minh đỡ đầu của mình trên đây là những nguyên nhân chính nhưng xa âm thầm diễn ra bên trong trên mặt nổi hai sự kiện dưới đây là nguyên nhân gần như bắt buộc Bắc Việt phải hành động trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Nếu trễ hơn thì hậu quả đến với họ sẽ vô cùng trầm trọng. Một là ngày 26 tháng 3 năm 1972, Thứ trưởng Quốc phòng Liên Xô thống chế Perorovic đến Hà Nội với một phái đoàn quân sự đông đảo duyệt xét lại toàn bộ kế hoạch tấn công miền Nam của quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước đó, Liên Xô cũng đã nhìn rõ ý đồ của Nhà Trắng về Việt Nam, nên đã cho Phó Thủ tướng Chính phủ Port Goni trong tháng 12 năm 1971 bàn định về một kế hoạch tấn công miền Nam với lời hứa viện trợ bất bồi hoàn các loại chiến xa tối tân hạng nặng T-54, T-55 và PT-76, cùng các loại hỏa lực chiến lược như trọng pháo 130 ly, 150 ly, các chiến đấu cơ MiG-19 và MiG-21, các đại bác phòng không 23 ly và 57 ly và các hỏa tiễn chống xe tăng AT-3 Sager và hỏa tiễn địa không SA-7 chống các loại phi cơ quân sự, nhất là trực thăng võ trang và chuyển quân. Tất cả các vũ khí này được chuyển vận vào cảng Hải Phòng với khối lượng khổng lồ trong mấy tháng liền. Nhưng việc phong tỏa cảng Hải Phòng chỉ thực hiện mấy tháng sau khi Cộng sản Bắc Việt đã kết thúc chiến dịch tổng tấn công miền Nam. Tuy nhiên, cuộc tổng tấn công này chỉ được thực hiện với sự chấp thuận của Bắc Kinh, mà trong thâm sâu, Đảng Tiểu Bình cũng muốn triệt bớt tiềm năng nhân lực của quân đội nhân dân miền Bắc để dễ bề thao túng sau này. Hay là tháng 11 năm 1972 sẽ là tháng bầu cử Tổng thống và Thượng nghị sĩ và dân biểu lưỡng viện Liên bang Hoa Kỳ và cấp bộ lãnh đạo hành pháp và lập pháp các tiểu bang đây là cuộc tổng tuyển cử vô cùng quan trọng sẽ ảnh hưởng lớn lao đến tình hình thế giới khi hoa kỳ còn trong thời kỳ chiến tranh nếu đảng dân chủ hoa kỳ cầm quyền chắc chắn là họ sẽ bỏ cuộc ở việt nam nhanh chóng hơn theo lý luận này cộng sản bắc việt cần phải đánh bại nam việt nam trước rồi mới đánh bại được nixon và cuộc chiến đó phải dứt điểm thành công vài tháng trước khi cuộc tổng bầu cử ở hoa kỳ bắt đầu điều này các cơ quan tình báo cấp cao miền nam dân sự lẫn quân sự đều biết nhưng đã không ước lượng được sự lớn lao của cuộc chiến sắp diễn ra và thời điểm chính xác vì chỉ có hoa kỳ mới hiểu rõ mức độ vận chuyển các loại vũ khí chiến lược của khối cộng sản quốc tế vào cảng hải phòng và mức độ xâm nhập của cộng sản bắc việt vào nam việt nam trên đường mòn hồ chí minh chắc chắn là tòa bạch ốc biết ngũ giác đài biết và mac vi ở sài gòn cũng biết nhưng chúng ta các cơ quan tình báo miền nam không biết rõ vì khả năng sưu tầm kỹ thuật của các cơ quan tình báo của chúng ta bị người bạn đồng minh của mình hạn chế trong cuộc chiến tranh chung này. Người bạn đồng minh này cũng độc quyền nắm sinh mạng quốc gia của chúng ta trong tay. Nhưng trên bình diện chính trị, khi cuộc chiến bắt đầu khai diễn, Washington đã có những phản ứng quyết liệt như Tổng thống Nixon tuyên bố. Lũ khốn kiếp này chưa từng hứng những trận đánh bom nào như những trận bom sắp tới trong lần này, và ông ta đã ra lệnh cho không lực Hoa Kỳ yểm trợ hỏa lực không kích yểm trợ tối đa cho quân lực Việt Nam Cộng hòa, kể cả sử dụng vũ khí B52, lợi hại của không quân chiến lược Hoa Kỳ mà chúng ta đã ghi nhận qua suốt trận chiến mùa hè năm 1972 đó. Quân Cộng sản Bắc Việt đã động viên toàn lực, kể cả việc động viên thiếu niên ở tuổi 16, đưa vào tấn công miền Nam ở ba mặt trận chính. Quảng Trị ở vùng 1 chiến thuật, Con Tum ở vùng 2 chiến thuật và Bình Long ở vùng 3 chiến thuật. Trong chiến dịch lớn lao, sống còn, Cộng sản Bắc Việt đã tung vào chiến trường tất cả trên dưới 200.000 quân tác chiến, không kể đến nhân lực phụ dịch hậu cần và vận chuyển, thường bằng hoặc gấp hai lần nhân số tác chiến. Nếu tính thành đơn vị, thì chúng đã sử dụng 14 sư đoàn bộ binh, 4 sư đoàn pháo binh và phòng không cơ giới, từ 4 đến 6 trung đoàn chiến xa, 26 đơn vị chuyên môn cấp trung đoàn, tính chung chừng 22 sư đoàn với các loại vũ khí tân tiến nhất của Liên Xô và Trung Quốc, chia thành ba mũi dùi tấn công vào Quảng Trị và Thừa Thiên ở vùng 1 chiến thuật vào Con Tum và Bình Định ở vùng 2 chiến thuật và vào Tây Ninh và Bình Long ở vùng 3 chiến thuật. Mặt trận nào cũng nguy hiểm cả. Tuy nhiên, nếu quân lực Việt Nam Cộng Hòa để mất một tỉnh nào ở vùng 1 hoặc vùng 2 thì tình trạng chung vẫn chưa thể gọi là nguy ngập. Một ước tính rộng lớn hơn cho rằng nếu cộng sản Bắc Việt thắng cả ở hai mặt trận ở các vùng chiến thuật này thì miền Nam vẫn còn tồn tại từ Nha Trang trở vào. Như vậy vẫn là chưa mất hẳn. Nhưng nếu mất Bình Long hay Tây Ninh ở vùng 3 sát cạnh Sài Gòn thì tình trạng vô cùng nguy ngập vì Sài Gòn có thể bị mất ngay sau đó. Vì vậy, chiến trường Bình Long vô cùng quan trọng cho sự sống còn của miền Nam trong năm 1972. Trận tổng công kích của Cộng sản Bắc Việt trong mùa hè 1972 này vào miền Nam Việt Nam, chúng chia vùng trách nhiệm lãnh đạo chỉ huy như sau. Mặt trận trị thiên do chính bộ tư lệnh miền Bắc chỉ đạo. Miền Trung Việt Nam chia làm hai vùng. Vùng cao nguyên do Bộ Tư lệnh Mặt trận B3 Tây Nguyên chỉ huy. Miền Duyên Hải do Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ huy. Miền Nam gồm vùng 3 và vùng 4 chiến thuật do Trung ương Cục Miền Nam chỉ đạo với chiến dịch Nguyễn Huệ. Trở lại mặt trận vùng 3 chiến thuật, Trung ương Cục Miền Nam sau khi đã dứt điểm xong Lộc Ninh và thất bại trong việc bôn tập tấn công An Lộc trong ngày 7 tháng 4, đã phải đình hoãn trận tấn công này lại như đã đề cập ở trên cho đến ngày 13 tháng 4. Trong 6 ngày này, mặt trận đã có những thay đổi lớn, nhất là việc tăng quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho tỉnh Bình Long. Trong hai ngày 7 và 8 tháng 4, sau khi tăng cường cho tướng Hưng trong thị xã An Lộc 9 đoàn 3 biệt động quân và trung đoàn 8 trừ, trung tướng Minh được Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam tăng cường lữ đoàn 1 nhảy dù từ trước trận đánh. Nay sư si đoàn 21 bộ binh được đưa từ miền Tây lên để tăng viện cho tướng Minh giải tỏa chốt chặn của Cộng sản Bắc Việt, vùng suối Tàu ô trên quốc lộ 13, phía bắc quận Trơn Thành. Chốt chặn này không phải là thứ chốt chặn cấp đại đội hay tiểu đoàn như đã biết trên những chiến trường khác trước đó, mà là một tuyến án ngữ dài và rộng trên trục lộ và hai bên trục quốc lộ 13 với những hầm hố được đào đắp sâu và kiên cố, nhất là ở hai ngọn đồi hai bên trục lộ chế ngự toàn khu vực này mà trước năm 1968 là căn cứ đóng quân kiên cố cấp tiểu đoàn của lực lượng Hoa Kỳ. Chốt chặn trong khu vực này do nguyên cả sư đoàn 7 của Cộng sản Bắc Việt, một đại đơn vị thiện chiến và trang bị các loại vũ khí, các loại súng phòng không tân tiến, kể cả hỏa tiễn phòng không loại nhẹ nhưng kiến hiệu mới được phát hiện đó là SA-7 sư đoàn 7 Cộng sản Bắc Việt này đã bọc xuống phía nam thị xã An Lộc. Khi sư đoàn 5 Cộng sản thuộc Trung ương Cục Miền Nam đang bôn tập để tấn công cầu Cần Lê và An Lộc ngày 7 tháng 4. Trong khi sư đoàn 5 Cộng sản thất bại và bị thiệt hại nặng phải rút xuống vùng trị tâm và bời lời trên sông Sài Gòn gần tỉnh Lị Bình Dương để thay quân và bổ sung thì sư đoàn 7 Cộng sản Bắc Việt thành công trong việc thiết lập được hệ thống chốt chặn kiên cố tàu ô với việc cắt đứt giao thông trên trục lộ huyết mạch này. An Lộc hoàn toàn bị bao vây và cô lập kể từ ngày 10 tháng 4 năm 1972. Kính ừ. thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong tập 2. Xin hẹn quý vị ở tập 3 cũng là tập cuối cùng của hồi ký này. Trân trọng kính chào quý vị.